Thưởng thức một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường mang tên Nếu Như Anh Đến. Và xin quý vị một tràng vào tay cho guitar Vĩnh Tâm, trống Vĩnh Khôi và kèn Xuân Hiếu ạ. Tóc rồi bờ môi khô áng mi buông mắt đen thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì, cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào. Trái tim em thôi lặng thầm, có ai cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn. Để đến về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn, nói cho nhau những hẹn thề. Có ai chân tình trái tim đừng làm em bối rối, biết đâu khi ngày mai thức dậy yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Làn tóc rồi bờ môi khô áng mi buông mắt đen thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì, cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào. Trái tim em thôi lặng thầm, có ai cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn. Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn, nói cho nhau những hẹn thề. Có ai nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình trái tim đừng làm em bối rối, biết đâu khi ngày mai thức dậy yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Này người yêu, lần đầu tiên yêu anh lòng nhiều lo lắng, vì tình yêu là niềm tin với em người sau. No!